tuyển chọn. Xin kính chào tất cả với các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước. Vâng, rất vui mừng khi này được gặp các bác trong chương trình đầu xuân thông báo hàng về giới thiệu sản phẩm của cửa hàng em hôm nay. Mùng 5 Tết nha các bác nha, hôm nay là ngày mùng 5 Tết ạ. Trước mắt quý vị các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn một dàn chung Kenwood, model của nó là Kenwood 911 ạ. Kenwood 911 cũng là dàn chung đời cao hết số của bản hãng Kenwood nha, trong phân khúc dàn chung nhá. Trong phân khúc dàn chung thì model 911 này, 711 này thì 911 mang lại chất âm thì bao giờ cũng là hay và bass nghe còn hay hơn cả 711 nhá. 711 thì anh em cũng rất là chuộng rồi nhưng 911 thì còn hay hơn ạ. À. Đặc biệt dàn con này có giải đèn equalizer rất là rộng nhá. Đấy, chỉnh được tất cả các tần số ạ. Đấy, chỉnh được tất cả các tần số nhá. Đấy. Đây là ngoài cùng này là bass này. Còn như anh em chơi audio thì không còn nản nẫm gì rồi. Đấy. Em đã chỉnh sẵn hình chữ V rồi, rất là hay nhá. Đấy. Hơn nữa là con này là có chỉnh tần bass này, tăng bass này, tăng bass bằng cái núm này nhá. Em giảm hết bass. Rất ít bass nhá, tăng bass này. Super Wonder này. Low lớt này. Low lớt này thêm cả bass nữa. Các bác nào thích nhiều bass ấn low lớt vào bạn lúc này cho em. Ba răng này. Cân bằng với loa. Con này vãi về hình thức nào còn khá là đẹp các bác ạ. Mặt con này nó là nhựa cao su non như thế nên là có đôi chút chảy nhựa nha các bác nha. Về chức năng của con này sẽ hoạt động tất cả các chức năng ạ. Em xin phép test chức năng của CD nhá. CD con này đọc nhanh không kém một đĩa nào ạ. Buông tay là đọc. CD ạ. Rồi cassette chạy nhá. Chạy chiều xuôi này. Tua này. Tua ok luôn nhá. Cassette băng cassette cho ra chất âm rất hay ạ. Test luôn cửa B nhá. Năm mới các bác mua hàng bên em sẽ được lì xì 500.000 nhá. Rồi. Các bác ấn nút này để chuyển kết nối điện thoại này. Lòng anh loa ba đường tiếng nhá. Con này chét em tháo ra rồi. Chét em tháo ra em xem em vệ sinh thì chét con này rất là củ từ, rất là lớn nhá, rất là gấu. Bát chung rất là gấu ạ. Thùng loa rất nặng ạ.
Để không mất thời gian của các bạn, mọi thông tin mua hàng hóa các bạn liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bác nào cần đến xem hàng giao lưu em địa chỉ phố lối thị xã Mỹ Hảo Hưng Yên ạ. Các bác xem video vui lòng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều chương trình sắp tới bên em nhé. Năm tháng nào bên anh, chung...